Với tính năng EKYC sẽ thực hình ảnh speakable cho bạn, mắt thật sẽ như thật. Em không trả lời luôn. Các bạn nó kêu là bây giờ không trả lời là tôi đi ra qua cầu, tôi thả tay lái, tôi nhắm mắt á. Em không tin đâu, em tưởng là xạo. Em đang ngồi ở nhà cái rồi nghe điện thoại là thấy khóc. Mà khóc nức không nói được gì, xong lát hồi có giọng đàn ông. Thì cái đứa là chú xe ôm ở gần đó, chú kêu là mày là bạn của nó đúng không? Nó ngồi đây mau người nó máu me không nè. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Xin chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Các bạn thân mến, Giải Mã Tình Yêu là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế mà ở nơi đó các bạn gái sẽ tìm được sự đồng cảm của mình thông qua các câu chuyện đến từ chính cô gái độc thân và duyên dáng của chúng ta ở đây. Các bạn nam, các bạn cũng nên theo dõi chương trình này và hãy ủng hộ cho hai chàng trai đó chính là B-Max và GA Nguyễn để chúng ta tranh luận và giữ lại thể diện cho cánh đàn ông của chúng ta. Và để hỗ trợ thêm cho biệt đội những soái ca thì chúng ta sẽ còn có thêm một vị khách mời rất là đặc biệt vào ngày hôm nay, đó chính là một anh chàng diễn viên vô cùng duyên dáng và dễ thương, Xuân Nghị. Trời ơi, gì vậy? Nó bị sai á. Trời ơi, gì vậy? Gì vậy? Còn cái gì? Hả Nghị? Thấy em không? Rung quá trời, gặp gái đẹp nhiều quá, rung quá. Lên đây con, phải coi đúng không? Trời ơi, sao hôm nay nhìn lạ không? Anh nhìn như bà Tám nào mà đi lạc vô đây. Đừng có nói vậy, em nói vậy kỳ quá. Cái tướng lạ lắm. Lời đầu tiên cho Xuân Nghị gửi tới lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị khán giả đang coi Giải Mã Tình Yêu. Thực ra thì tôi rất là muốn lại ôm hôn mỗi một đóa hồng ở đây một cái. Nhưng mà tôi rất là muốn điều đó. Nhưng mà tôi cũng muốn giữ cái giá cho tôi, cho nên là thôi ở đây bắt tay Quang Bảo được rồi. Ý nói là mấy bạn nữ mất giá đó. Rồi sao? Chứ giờ tôi chưa yêu ai hết. Nghị ơi, em mượn cái áo vest của ai vậy? Nhìn nó sai dễ sợ luôn anh Nghị. Thực ra thì tụi em muốn thấy anh ở trong một cái màu trắng tinh khôi thì anh có thể bỏ cái này ra. Thôi thôi. Không, vậy đẹp hơn mà. Anh sợ mà bỏ ra thì nó cái ít vải quá, nó sợ nhìn quyến rũ quá, mấy em chịu không được đó. Tôi thấy có vẻ như nó sai sai thì phải. Nhưng mà với một anh chàng vui tính như thế này thì chắc chắn rất là hợp với chủ đề ngày hôm nay. Bởi vì chủ đề ngày hôm nay là những việc làm ngốc nghếch khi yêu. Không biết là trong các bạn ở đây đã có ai từng làm một cái điều gì đó ngốc nghếch khi lúc mình yêu chưa? Chọc. Xuân Nghị. Hả? Khách mời mà trả lời trước đi. Thật ra thì lúc mà tôi yêu thì tôi rất là nghiêm túc. Vậy nè. Ở ngoài tôi giỡn với mấy bạn gái gì thao chứ yêu là nghiêm túc lắm. Ông kẹt lắm. Ông yêu hồi nào? Lúc nay em yêu nó ông chưa bao giờ yêu ai hết nha. Trước giờ tôi chưa yêu ai hết đó thì gì chưa lấy gì đâu. Rồi nó giới lộ trước không, rồi sao? Không có, thực ra thì tôi mới chỉ có tình đầu thôi. Nhưng mà tình đầu của tôi thì trên chục rồi. Tình nào cũng là tình đầu. Gần nhất là cái mối tình đầu thứ 12 của tôi. Ai là yêu ai cũng như là lần đầu hết đúng không? Rồi, yêu ai tôi cũng giống như là mình yêu, mình nỗ lực cho hết lòng của mình, trao hết lòng cho người ta. Đó mới gọi là con người sống vì tình yêu. Không có vợ anh có vợ đâu. Tại tình nào cũng tình đầu, không có tình cuối. Cái này câu chuyện về tình đầu của tôi là đọc thứ bao nhiêu chưa biết. Rồi, bây giờ đến với câu chuyện của các bạn nữ ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên, ăn súp em nấu bị Tào Tháo gượt mà không có dám nấu. Thương quá. Ai vậy? Thương ai là người luôn. Nấu ăn có cái khả năng nấu súp? Em xin nói luôn là câu chuyện này rất là vui, nên là em xin anh Bảo đừng có nhìn đồng hồ nữa. Vui không, đúng không? Dạ vui, vậy chuyện là... nào em cũng nói vậy luôn. Dạ không, bao vui thiệt á anh thầy. Đến bên biện lại nào, vô. Chuẩn bị cười nha. Cái câu chuyện này là hồi đó là lúc mà em học nấu ăn. Em học nấu ăn là nấu đến trưa mới xong. Xong rồi em mới đem qua nhà bạn trai. Em mới cho bạn trai ăn. Thì em mới hỏi là ngon không. Xong rồi bạn em khen ngon lắm bạn. Mà em nhìn mặt là ngon thiệt. Tại vì nếu mà mặt không ngon là sẽ khó chịu. Còn mặt ngon thì cứ cười cười. Cái xong rồi bạn em cũng bất ngờ. Bạn em nói là trời, bữa nay nấu ăn nữa ghê vậy ta. Sao em biết nấu súp? Em nói là em học cái món này trên mạng. Xong rồi em nấu thử cho anh ăn. Cái ảnh nói là ờ vậy thôi ngon. Nói chung là cố gắng lên kiểu vậy á. Cái em đâu có biết đâu. Mấy ngày sau em mới qua chơi nữa. Thì là cái em họ của ảnh mới nói là
Ủa chị, hôm bữa chị cho ảnh ăn cái gì mà sao em thấy tối đó ảnh chạy cả đêm luôn vậy? Em có hỏi thăm chứ, em hỏi là ủa anh có sao không, sao anh không nói cho em biết sớm này kia, sao tối đó không nói liền. Cái xong ảnh nói là anh không sao, ảnh sợ em buồn, tại vì ảnh nghĩ là ảnh không có dám nói, muốn động viên em á là lần sau cứ nấu đi, ảnh sẽ làm chuột bạch. Lần đầu mình nấu mình không có kinh nghiệm, chắc là em có sai sót một cái bước nào đó mà em không biết. Nhưng mà nấu súp là mình thường mình hầm xương hay là hầm cái gà thịt gì á anh, xong rồi mình vớt thịt ra mình bỏ, rồi mình bỏ bột năng vô cho nó sệt sệt, rồi mình bỏ mấy cái kia tùm lum tà la vô, rồi mình thành rồi nghe nó tả nấu là thấy hoàng hoại rồi đó. Dạ không, em thề luôn là ngon lắm, tại vì em nấu là rửa tay sạch sẽ, lay boy đồ á. Ủa vậy là ngon hả em? Dạ không, nhưng mà em làm đúng công thức y chang trên mạng luôn rồi. Em chắc chắn là không có quá trình nào sai hết. Chắc bước chét xà bông lên tay xong quên rửa lại. Bé nó kể chuyện nó tự tin vô. Chị dây tin em kìa. Nói chung là em tuyệt vời. Em thề là sạch sẽ, anh bảo ý em là em sẽ ở nhà thì nấu sạch sẽ hơn là ngoài đường người ta bụi bặm. Ý em là vậy. Đúng rồi, sạch sẽ hơn vậy mà người ta ăn ngoài đường không bị gì, ăn đồ của em bị. Yeah. Em có nấu lại cho ai ăn nữa chưa? Dạ chưa, từ đó giờ đâu có ăn đâu. Tại vì hôm đó là em còn nhớ như anh luôn là hồi đó em nấu một nồi to vậy nè. Xong rồi cả nhà em đâu có ai ăn đâu. Tại vì ba mẹ nói là ba mẹ muốn ăn cơm hơn. Ba mẹ muốn ăn cơm không muốn ăn súp. Ôi may mắn quá. Ôi cái đó là khúc mắc cười đó con. Mắc cười quá chị. Thôi cười cho em đó đi chị. Cười. Cái chuyện này á là em không hề biết luôn. Em cứ đinh ninh trong đầu là trời ơi, lần đầu tiên nấu ăn mà mình nấu thành công vậy mà có người khen như vậy, em cảm thấy là em có khiếu nấu ăn giống mẹ. Hồi đó ngây thơ không hiểu, nhưng mà bây giờ em đã hiểu, em đã rút ra được kinh nghiệm là có nghĩa là người lớn người ta e sợ, người ta không muốn ăn và sợ con cái mình buồn á, nên người ta không có dám nói là thôi không ăn. Nhưng mà ba mẹ em thái độ là thôi ba mẹ ăn cơm, muốn ăn cơm hơn kiểu vậy. Ba mẹ vui vẻ luôn luôn đúng em à. Em nghĩ là con gái ai cũng có những cái lần đầu học hỏi vào bếp, thì nếu mà em có sai sót thì em sẽ cố gắng em tốt hơn. Nhưng mà cái câu chuyện mà em là... kể anh thấy nó là cái câu chuyện chính kịch. Câu chuyện của em nó không có một cái gì gọi là đột phá, nó không có gì gọi là bất ngờ đột, để đột cho người ta phải bật cười. Ăn xong tối bắn pháo bông liền luôn. Chứ mỗi lần anh vô trong đó lại sẽ nhớ anh. Vì sao anh vô trong đó? Tại sao người đó bị mà em không bị? Tại em không có ăn. Trời ơi, thương bạn em không ăn hả? Dạ, nhưng mà em có nếm. Tại vì khi mà mình nấu thì mình bỏ gia vị vô mình nếm coi vừa chưa. Ừ, vừa rồi. Múc vô hộp liền là chứ em không có ăn. Tức là chị nếm cái nước dạ, súp thôi. Còn gái chín hay chưa là không quan tâm. Nếu như các bạn trai nào đó sau này may mắn mà quen trúng Bích Trâm á, thì Bích Trâm có được nấu ăn thì nhớ là kêu hai phần ăn chung với Bích Trâm nha. Bắn pháo bông chung ha. Rồi. Ok, cảm ơn Bích Trâm rất nhiều. Đó là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai, trách bạn trai không có ngôn tình. Đến lúc bạn trai ngôn tình thì làm họ xấu hổ, họ bỏ về. Đúng là phụ nữ luôn á, tính đặc trưng của phụ nữ luôn á. Lý sao chiều vậy? Rồi đó. Rồi thánh nữ nữa kìa. Em mời chị Phương. Không mà thiệt là hầu hết các cuộc tình của chị á, hay cả trong phim cũng vậy mà, thường diễn những cái cảnh đó chị hay bị xì đó. Tự nhiên chuẩn bị hai người đang lãng mạn nhìn nhau là bắt đầu chị muốn cười, là chị không diễn được, cho nên hầu hết những phim của chị là không có cảnh đó luôn á. Là bị xì hoài, quay lại hoài, đạo diễn cắt luôn. Thì có một lần chị có trách bạn chị á, là ủa hình như là sao anh chả bao giờ anh lãng mạn, anh hung em đàng hoàng á, kiểu hung má trộm cái kiểu. Thế là có một lần tối đó bạn chị chở chị về, chắc cũng 10 giờ mấy rồi, đậu xe trước cửa nhà. Cái bạn chị bước xuống, chỉnh chỉnh cổ áo, từ tiến lại gần. Là bắt đầu chị đoán ra được là hình như là chuẩn bị tiến lại hôn. Từ từ. Dừng ngay khúc đó, chị xuống đây. Không. Chị diễn lại cảnh đó đi. Diễn lại cảnh đó. Diễn với bảo hả? Không, suy nghĩ ở đây. Mày chỉ có người yêu đó. Cái gì mà đây? Lên. Anh, có cái xe luôn, có cái xe luôn, chị Phương lên xe đi. Đứng cái xe, đứng cái xe. Sân khấu tôi diễn chung với bà Mai Phương, tôi me cảnh này lâu lắm rồi. Rồi bà mời lên. À nha, bye bye. À em nè. Chờ anh một chút. Nhưng cá chưa kiến. Cái gì? Ủa nhưng mà ý là người ta chưa kịp hôn mà chị đuổi người ta về vậy hả? Không, chị cười hả tự quê đi về luôn. Ý là chị cười hả rồi bye về luôn không? Em bây giờ em suy nghĩ lại, điện ảnh và đời thực nó không giống nhau đâu. Phải đâu,
Tại vì những người làm nghệ thuật của tụi mình cũng đã từng đã gặp những cái cảnh đó rồi, nên khi mà đứng ở trong tình huống đó tụi mình sẽ không bị bất ngờ. Mà tụi mình biết chuyện gì sắp xảy ra nên tụi mình bị xì. Em cũng y chang chị Phương thôi, không có chuyện gì là lạ hết. Vậy mà hồi xưa Kim Nhã hung tôi không xì. Hay thiệt luôn. Có không? Trời ơi, chưa coi clip đó hả? Chưa. Sao? Trời ơi, tôi diễn đúng tâm lý luôn á. Có nghĩa là cái cảnh đó là cảnh mà bà bỏ theo đại gia. Tôi lững thững, tôi bước đi ở trên một cái con đường rất đẹp. Mà mặt tôi thì rất là buồn. Cái tự nhiên bà mở xe dừng lại, mở cửa xuống. Không phải là phê, mà lúc đó là mặt tôi vẫn giữ cái tâm lý buồn giận. Bảo lắm vậy. Hùng quá. Bạn sao vậy? Trời ơi, tôi nói vậy mà mọi người cũng không có đề nghị là Kim Nhã ra hung lại hả? Được đâu. À vậy không hả? bây giờ tại vì Nhã không còn làm diễn viên nữa, hiểu không? Nhã chuyển qua làm doanh nghiệp rồi. Anh phải nói kinh doanh gì? Mình qua tụi doanh chủ đề tiếp theo. Hàng không anh. Hàng không. Rồi nhưng mà ok đó chứ. Là tuyệt vời lắm á. Rồi nhưng mà bây giờ là cũng muốn hỏi các bạn nam có bao giờ từng làm một cái điều gì ngốc nghếch trước mặt người yêu của mình chưa? Có vì mát có là tính vì mát là rất là sợ người ta đổ oan cho mình. Thì lúc đó là ngày hôm đó là bạn gái mình có đổ oan là mình làm sai. Mình tức quá, mình muốn qua nhà gặp mặt nhưng mà cô ấy không cho. Cô ấy khóa cửa, bóp khóa cửa luôn, không xuống. Bây giờ nếu em không xuống thì anh sẽ để cái xe ở đây, anh để cà vẹt của anh trên xe, anh để hết, anh để điện thoại luôn. Em mà không xuống anh đi bộ về, mất xe gán chịu. Đồ anh giờ đi bỏ đi bộ về thiệt. Thiệt luôn hả? Ngon quá vậy. Thiệt luôn hả? Mà em đi bộ về tới nhà em xong cái sáng ngày hôm sau thì em đi xe ôm qua lại thì là bác trai đi xuống, bác trai dắt xe vô nhà. Xong phải có họp hội đồng là mốt con không được vậy nghe chưa? Đó là cái lần em cảm thấy ngu nhất. Còn cái đợt em là ngu nhất luôn á. Đó là cái lần em cảm thấy ngốc nghếch nhất. Cái đợt đó là bạn gái cũ của em á, là bao hôm là có bạn em gửi tấm hình là bạn gái em ngồi sau lưng của một bạn khác. Gửi cho em. Rồi mới mở cái đưa tấm hình này là gì đây. Mà trong khi đó bạn gái này ngồi kế bên luôn. Bạn nó cũng biết là có lỗi mà vì phát hiện rồi xong bắt đầu xin lỗi xong em cũng không nói chuyện. Em không trả lời luôn. Cái bạn nó kêu là bây giờ không trả lời là tôi đi ra qua cầu, tôi thả tay lái, tôi nhắm mắt á. Em không tin đâu, em tưởng là xạo. Em đang ngồi ở nhà cái rồi nghe điện thoại là thấy khóc. Mà khóc nức không nói được gì, xong lát hồi có giọng đàn ông. Thì cái đứa là chú xe ôm ở gần đó, chú kêu là mày là bạn của nó đúng không? Nó ngồi đây máu, người nó máu me không nè. Đó là cái khoảng hốt chạy qua. Thì đúng nghĩa là thấy người rách quần, rách áo rồi tay chân máu me, xe quẹo luôn cái cổ luôn. Vậy là tính ra không phải bạn em ngốc rồi. Đó là cái đợt là em nếu như mà em không có em chịu mở miệng em nói chuyện với bạn đó, kiểu ngồi xuống nói chuyện giải quyết vấn đề đó thì sẽ không chuyện nó xảy ra. Bạn gái em rất là may mắn là không có bị chấn thương ngay đầu. Con gái mà. Thật ra em sợ nhất luôn á. Gắt vậy. Con gái coi như rất là quyết liệt về những điều mình muốn á, cho nên đôi khi là. Trời hỏi là những người nữ ở đây đã có ai từng tức giận bạn trai mình mà đập đồ, đập điện thoại không ta? Có đập đồ của bạn trai, đập điện thoại bạn trai chứ không có đập đồ của mình. Trời. Cái đó là điều khôn chứ không phải là điều ngu ngốc. Dạ đúng đâu rồi, nha. Tại vì mình đập mình xót cũ của mình đang bực mình đập mình hư đồ xót cũ của mình nữa. Ồ, vậy là lý trí quá rồi. Đôi khi... Ủa không, còn mình đập điện thoại của mình mà bạn trai phải mua lại cái mới cho mình. Đúng rồi, lỡ mà đập xong cả nhau chia tay lại mua lại cho mình chị. Hay dạ, nói chung là bắt đầu là có cảm giác là những câu chuyện nó nặng đô hơn rồi nha. Là nó căng thẳng hơn. Anh có việc phải về gấp. À, ngày hôm nay em phải đưa bà ngoại đi tập yoga. Bye. Đi tìm tình yêu đích thực nhưng ngoài đời một trời một vực với profile. Với tính năng EKYC, xác thực hình ảnh, speakable cho bạn, mắt thật, sẽ chưa thật.